thứ không như ta muốn. Thấy chiếc thuyền nhưng không trên sông Đà, thuộc lòng công thức nhưng lại thấy nhầm con số. Thật buồn. Nhưng cuối cùng thì mình được gì khi thất bại đến với ta sớm? Nếu mà kết quả đợt thi này không được tốt thì chúng ta nên... thật ra thì tôi cũng không biết là phải nên làm gì đâu. Kết quả nó vậy biết làm mẹ gì à? Nhưng mà cười chưa chắc đã là hạnh phúc, khóc chưa hẳn sẽ phải dừng lại. Đôi khi phải tự mình đứng trước gương để nhìn xem đã làm được gì, học được gì, còn nuối tiếc điều gì không.